Em sinh năm 99 đúng không? Rồi, em tập đi xe máy từ bao giờ? Em tập đi từ năm lớp 12. Đã bao giờ đâm đò tường chưa? Cũng đâm rất nhiều. À thế thì cái loại vệ đo đường đúng không? Đường đường ở ngoài đường có rộng bằng đường cái cuộc thi không? Chật hơn. À chật hơn đúng không? Còn thấy khi đi xe máy chậm nó có run không? Bình thường, à, cũng bình thường, chứng tỏ là vận động viên này nó là rất tốt. Rồi, xin cảm ơn em nhé. Chào em, chúc em có một cái đã chọn một con đường đó là chọn nghề nha, học tập tốt, cố gắng thành đạt nhé. Chào em. Em có thể giới thiệu về bản thân được không? Em có thầy vào toàn trường là em tên là Cường, đến từ lớp máy may. Như thế thôi à? Em có bao giờ mà dùng xe máy để chở người yêu, chở bồ đi chơi không? Mới đi xe đạp thì toàn bị người ta cười rồi. Thế rồi à? Mới đi xe đạp thì à? À đi xe đạp thì khi mà lên dốc thì lúc đó em nói gì với người yêu không? Anh rất khỏe. À anh rất khỏe. Rất hay đúng không? Rồi câu trả lời rất thú vị. Rồi xin cảm ơn.